Xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh YouTube nuôi trồng tại nhà ha. Nơi chia sẻ về là làm vườn của mình ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cái cách ôm cái hạt cung thọ mà để cho nó dễ nảy mầm ha các bạn ha. Thì đây là một cái cây mà mình đang ôm mấy cái con cung thọ này các bạn. Đó, rồi bên đây là mấy cây khổ qua mình cũng đang ôm để vài bữa nữa mình trồng có tết thu hoạch các bạn ha. Đây là khổ qua, đây là cung thọ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cách ôm hạt cung thọ. Thì cái cung thọ này nó cũng rất là dễ ôm ha các bạn ha. Mình chỉ cần đầu tiên á là mình chuẩn bị cái hỗn hợp đất cho nó ha các bạn. Hỗn hợp đất cho nó thì các bạn nên có đất thịt rồi xơ dừa cho cháu trộn cho tơi xốp lên. Nếu có thể thì cho nó thêm một ít vôi bột trong đó nha các bạn. Các bạn trộn lên ủ ẩm cho nó khoảng một thời gian đi, một tuần lễ đi. Đó, cho cái có vôi bột hay là hoặc là nấm chi cô cũng được nha các bạn. Để cho mà mình xử lý hết ba cái nấm bệnh ở trong cái đất. Chứ nếu như trường hợp mà các bạn không xử lý nấm bệnh đất thì cái cây bông thọ này lúc mà cái con nó lên thì nó sẽ dễ bị chết, bị thúi ngay cái mặt mà rễ với cái thân mà tiếp xúc với mặt đất nha các bạn. Nó rất là dễ bị ha. Nếu như mà khi mà các bạn đất mà bạn lỡ mà chưa làm vậy á, thì khi mà bạn trồng lên vậy nè, trồng lên thấy nó mầm thì các bạn sử dụng mà Chicodema rồi bạn pha nước đó, rồi các bạn tưới lên đó để cho nó không có mà bị hư như vậy ha các bạn ha. Thì mình quay lại cái cách mà để cho ôm cho hạt cho nó nảy mầm ha. Thì đầu tiên các bạn chuẩn bị đất xong ha, ở các bạn phun nước cho nó ướt đẫm lên trên cái bệ này, trên cái khay này. Thì cái khay lúc đầu là mình để cho mát nha các bạn. Đó, phun ướt đẫm lên rồi các bạn để cho mát, xong rồi các bạn sẽ gieo hạt. Cái hạt chỉ các bạn chỉ cần để rải ở trên thôi, không cần mà phải nhét xuống dưới đâu nha các bạn. Khi mà các bạn tưới nước đẫm rồi các bạn chỉ cần gieo hạt lên trên. Đó, mình là mình gieo hạt lên trên. À, mình gieo theo luống nè. Từng cây nha các bạn. Đó, thấy đều không? Ha. À, đó. Rồi xong rồi cái mình khi mình gieo lên xong rồi mình sẽ lấy nước. Mình tưới lên. Mình phun lên, sử dụng bình phun nha các bạn. Nhưng mình phun sạch á, mình phun đều lên. Phun lên khi mình rải lên xong rồi mình phun lên là cái hạt á nó ướt á, nó sẽ thấm xuống đất. Đó, nó thấm xuống và nó giữ lại. Rồi xong rồi lúc đó mình sẽ lấy gơm nè. Gơm các bạn rải mỏng thôi. Mỏng như mình rải nè. Đó bạn ha. Rất là mỏng luôn nha các bạn. Thiệt là mỏng thôi. Đó. Mình rải mỏng lên. Rồi xong rồi mình tưới thêm nước ít xíu nữa. Đó là các bạn để vậy trong mát trong khoảng tầm 2 đến 3 ngày là bắt đầu nó nảy mầm lên cây con. Cái cây này là được gần từng tuổi rồi các bạn. Đó. Rồi từ tuổi lên được vậy nè. À, mà thấy hết không? Đó. Thì cái này là cái cách ôm hạt của mình. Nếu bạn nào có cách nào hay hơn thì chia sẻ cho mọi người cùng biết ha. Nếu như khi mà mình trồng lên nữa thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem ha. Thì hiện giờ cái video mình thì mình hôm nay mình chỉ chia sẻ cho các bạn cái cách mà ôm hạt cái môn họ thôi. Nếu như mà các bạn thấy video của mình hay và bổ ích thì nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh ha và like video để ủng hộ mình. Sẽ chia sẻ tiếp các video tiếp theo các bạn ha. Bây giờ xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo nha. Bye bye.